Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Sapa xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm một người chết, 2 người bị thương, và hầu hết đều xảy ra trên tuyến quốc lộ Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện. Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, ngoài việc tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, thường xuyên gọi hỏi răn đe cá biệt đối với thanh thiếu niên tại các xã dọc tuyến đường này, công an huyện Sapa đã thành lập nhiều tổ công tác thực hiện tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trẻ em điều khiển xe phân khối lớn lưu thông trên đường rất dễ gây tai nạn giao thông. Thế nhưng lại diễn ra khá phổ biến dọc tuyến quốc lộ Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Sapa. Đơn cử như trường hợp của em Kapanik, mới chỉ 14 tuổi, song cha mẹ thường xuyên giao xe cho em điều khiển. Hôm nay khi em điều khiển xe mô tô chở mẹ và chị gái lưu thông trên đường đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Cháu nó nhỏ như thế mà điều khiển phương tiện thì mình thấy nó nguy hiểm gì không? Có chứ, cũng sợ đấy, nhưng mà mình đằng sau mình cho nó đi chậm chậm thôi. Thờ ơ trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm thời gian qua trên địa bàn huyện Sapa. Sau khi đã sử dụng rượu bia, anh Trần Văn Đảm vẫn quyết định điều khiển xe mô tô lưu thông từ thị xã Yunpa về xã Bờ Tó, huyện Sapa. Khi đến địa phận xã Kim Tân, huyện Sapa, thì lực lượng chức năng đã tạm dừng phương tiện, kiểm tra và phát hiện anh có nồng độ cồn ở ngưỡng 0,403mg trên 1 lít khí thở. Cũng uống trung bình thôi, cũng không say đâu, chúng có động nồng độ cồn nhưng em không say. Và em tỉnh để đi xe nhưng mà thôi, các anh ấy thì em chấp như hai. Tuyến quốc lộ Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Sapa có chiều dài hơn 33 km và đi qua địa bàn 5 xã gồm Bờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Yamrơn và Yatrop. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này, 5 tháng đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Sapa đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Qua đó đã phát hiện 1.126 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.128 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ bị phát hiện xử lý tăng 351 trường hợp. Trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy huyện tập trung chỉ đạo nhất là lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, nhất là công an các xã tập trung công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm trong giờ cao điểm, nhất là từ thời gian từ 4 giờ chiều đến 22 giờ đêm, tập trung giờ cao điểm, nhất là thường xuyên là các ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với sự vào cuộc quyết liệt, 5 tháng đầu năm 2023, huyện Sapa đã kiềm chế được số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương nỗ lực phấn đấu kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong năm 2023.